chung đó với cái Ngưu Long Đình bổn sư là tương quan đạo hiếu nghĩa của người ta phải. Tăng kỹ sư đời, kỹ sư bắt giật đời tăng là vậy đó, là mần nhạc gỡ cho người đời tăng ở. Rồi sau này như vậy rồi mấy người mà kỹ sư bây giờ là bây giờ, bây giờ là làm lá bây giờ không xài được theo đời tăng nữa sao? Mà bây giờ lấy cái quả đồ của đời tăng làm đời nay đó con. À, có bây cái giờ... bản kiến trúc ha. Ừ, bây giờ lấy đời xưa làm đời nay mà. Đó. Ngũ lưng, lấy cái đạo ngũ lưng, ngũ lưng lễ nghĩa năm hằng. Đạo ngũ lưng là cái nhân nghĩa lễ trí tín, là cái đạo ngũ lưng của Phật thầy đó. Dạ ông lão ơi, cũng có người nhiều người giải mà bốn chữ Bổ Sơn Kỳ Hương này như thế nào vậy ông lão? Có thể ông lão giải cho nó cái cách thức ông lão giải như thế nào á cho mọi người được biết đi ông lão. Người ta giải được có ba chữ thôi, còn chữ cuối cùng thì giải không được. Mà chưa có biết là chữ thật hay không. Bổ Ngọc Quân Minh Thiên Việt Nguyên Sơn Trung Sư Mạng Địa Nam Tiền Kỳ Niên Trạng Tái Tân Phục Quốc Hương Sức Trình Sanh Tạo Nghiệp Yên Bổ Sơn Kỳ Hương Ngọc Trung Niên Sức Quân Sư Trạng Trình Minh Mạng Tái Sanh Thiên Địa Tân Tạo Nguyên Tiền Quốc Yên là tức ngang trong bốn chữ đó. Còn theo thầy Quỳnh á, nói theo sống của thầy Quỳnh thì nó Bổ Ngọc Dẫn Lai Gõ Đạo Màu. Sơn Tầm Hạnh Thích Nẻo Câu Sâu Kỳ Giả Nhất Tâm Tầm Đạo Lý mà Hương mới tiệc đăng lui mới bãi phục cộng. Còn cái sấm trước đó, cái sấm trước đó thì của Đức Phật Thầy Tây An để lại. Sao mỗi người giải khác nhau ha ông lão? Mấy ông lão từng bối kia giải là không có như ông lão này đâu. Lão giải ra câu nho câu thơ luôn. Còn kia giải ra là trình là nó khác hơn cái này. Dạ bây giờ cái gì nó cũng phải có cái giúp con, có cái nói nghe mới được. Mà bây giờ còn theo thầy Quỳnh thì nó Quỳnh sanh cơ thẩm đấu trung đàn. Ông Quỳnh sanh mượn cái tiếng mượn sắc Quỳnh, mượn sắc Quỳnh danh thanh sắc trẻ chờ thời thiên định thiết hùng ca. Xem này ông trẻ đó, ông trở lại ông trẻ đó. Ông thầy Quỳnh đó mượn sắc hữu người trẻ lắm mà. Không có dùng được đâu. Mình chắc biết đâu ha. Em theo ông lão mà nhìn biết không ông lão? Có cái dấu. Tụi mùi có cái dấu ạ. Mùi có dấu có vết ạ. Có dấu ấn hả? Ừ. Thằng dấu ấn nằm đâu hả ông lão? Trước mặt không động này. Có nằm mà ngay bụng hay là ngay lưng gì không? Ngay trái hay nhầm người nhìn thấy được, nhầm người nhìn không thấy? Cái ông sau này ông có ông thầy Quỳnh xong thì ông có hai cái việc gì hai bên dây ông ơi con đánh nặng hữu quân sư thượng trí anh hào dạy 18 nước chỗ nào dân nơi quân sư nguyễn nặng lắm bà con quân sư ạ à, quốc sư quân sư bây giờ ông đi dạy 18 nước ngoài 17 nước ngoài con thì hả nữa gì đó rồi ông thầy ông thanh sĩ luôn hai ông đi như nước ngoài vậy sao mình ra ngoài vậy được như nhưng mà mình không quá thân con biết đó, cái kinh Phật nói mấy con nghiên cứu rồi vô lượng thọ vô lượng kiếp quá thân bá thiên dẫn ức quá thân bá thiên dẫn ức quá thân của các ông quá thân được không Phật quá thân được không? Mình phạm mình không có quá thân được chứ Phật quá thân được cũng như để tôi kể cái mẫu chuyện này cái gì ngày xưa bán chiếu mà dùng châu đốc này nè có khi con thấy ở đây nè con thấy ở Long Bình hơn con thấy dưới chợ châu đốc quá thân được là xác của ông Tứ Thánh hồi xưa đó Tứ Thánh Thánh Sơn nè rồi Tứ Thánh Tà Lân nữa nha mà ông Tứ Thánh Thánh Sơn á dễ gặp hơn ông Tứ Thánh Tà Lân hai ông vật gì nó cũng hay chứ ông Di Lặc cũng hay mà cái ông minh hoàng trước mới tới Minh Vương cũng hay cái gì đi hay không bởi để tao nói nữa năm ông mà hợp lại một bàn
góp trà thỉnh thưởng vui mừng sớm lấy, cầu cho Minh Chúa quần lấy. Đây vậy, mấy bác ông cút. Không biết đâu. Nhiều lão tiền bối nói Du Minh Mạng là con của Du Gia Long. Không, phải ông nội, ông nội con. Ông nội. Ông nội Du Gia Long. Ừ. Sao kỳ dưới tay Minh sao mà. Mạng mới thiện trị. Chút con có thấy bình miễu tí dị dương không con? Một bên là để đâu ngay ngắn đây đó. Tí dị dương bắt dị hậu. Tám dị hậu. Bốn dị dương. Dương là dương gì? Dương vua. Vua, bốn vị vua. Ừ. Thập tứ hầu là những người cận hầu. Ừ. Hầu vua. Bác vị hầu nữa. Bác vị hầu. Ừ. Có ai đi bến quay bán? Bởi cái gì vậy con? Ta, ta nó lão hôm nay nó nằm nó sầu. Lão nói đói khó rồi con. Bố mà xẹp là nguy rồi con. Bà trời nó thấu. Nóng quá này con. Ừ. Lấy lửa không? Gồm lửa. Bốc bốc quá. Cái gồng lửa bây giờ sắp sửa chuẩn bị về núi Cấm mình đó nghe ông lão. Khà lửa chảnh dữ lắm nghe. Ấn lại tao nghe rồi. Tao gặp rồi. Đó tôi. Đó tôi như cái thau kìa. Phun lửa dữ không? Khạc 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 khạc. Khai thiên tịch địa hết. À, tu cái thức tu sao mà lão tường bói nói tu vô chỗ trụ là như thế nào vậy ông lão? Nó cái gì nói gì để cho tao nói cái phải không? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, hay là nói cái tu vô sở trụ là cũng như mình không có chấp cái pháp tu vô sở trụ. Trụ là như thế nào là trụ, không là như thế nào là không? Thì không có chấp pháp gì hết, là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ừ. Là cái đó người ta tu theo cái mấy ông lão tiền bối đó nói cái pháp của lục tổ. Lục tổ hay năng. Ừ, mấy ông xưa người ta nói pháp lục tổ lắm. Ừ. Là vô sở trụ, chỗ nào trụ đông là mình không tu vào đó. Ừ, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là tất nhiên các pháp đều do cái tâm sanh, mà mình không có chấp cái pháp nữa. Ừ. Cũng như để tao nói anh có lý cho nghe. Cũng như hồi mà Đức Tâm Tạng với ông vua Đường. Ông vua Đường á, băng đường Triều Trần Quyền Trang, Tâm Tạng đi thỉnh kinh. Thì cái cây đó chừng nào ông Tâm Tạng nói chừng nào cây này, ông nói với ông vua Đường á, chừng nào cây này ngã về tay ta sẽ về. Ha. Ừ. Thì bấy lâu ông vua Đường á, bấy lâu ông vua Đường nhớ đi, thì cái cây nó ngã vào tay thì ông Tâm Tạng thỉnh kinh vậy á. Ừ. Thì bây giờ tu cũng vậy đó. Ừ. Vậy đó con. Là Tây Tây Tạng thỉnh kinh đó không? Tây là Tây Tạng. Tâm Tạng, ông Tâm Tạng là hồi Tây Du Ký đó con. Ừ. Cái lý. Nói cái lý. Nhiều khi các cụ nói cái lý mình nghe không có được con. Mày cũng nói đằng xa, muốn xúc cũng trảng nước, nói đằng xa à, ông lão khi nào ở trên núi Tà Lơn về, ông có vô trong vực Năm Non đi khám nghiệm như thế nào không ông lão? Có công tiên, ngâm tiên, không gặp rồi. Mấy ông lo vực nước trọng á, tới chuyện để biết. Theo người phạm mình xuống dưới được không ông lão? Còn giả thê đi không có được con, giả thê đi mất tiêu à? Không được hả? Không được gì ai dám đi? Không, mà người có sứ mạng đi được không? Có sứ mạng với cái tâm mà nó ăn ổn trụ trạch được rồi đi không có vướng bận đó. Ừ. Rồi mà xuống dưới nó có ánh sáng gì không ông lão, hay là tâm tối luôn? Không, nó như bằng ngày mặt đây chứ không có gì con. Ừ. Rồi mình ăn gì về xong? Nhớ có mầm cung tiên. Nó cơm tên trong cái đầu con nghĩ có tới á. Ờ, cũng như là dạng là biến quá luôn hả? Muốn gì là có nấy hả? Hay từ khi nào chú nào đi ông lão xuống dưới không lão? Có. Nào dẫn đi sát nhi đi đâu, dưới coi. Đi mày. Chứ có thằng nhổ chân ngại đi mày. Nhổ chân ngại nó đi mất rồi.
nó giận cái trần gian này quá, nó nhổ chân mày nó râu. Tao gặp rồi. Không biết nó giận cái gì mà nhổ chân mày nó râu mày. Ngắt cái trời. Nó thấy mấy vật âm phủ á. Nó thấy mấy vật cái người ta hạ nhục ai đó mà nó ngắt sạch trần. Làm vậy nó ngắt sạch trần. Nó trời ơi, giận gì mà ngắt cái trời. Vậy theo ông lão có đi xuống dưới lần nào chưa? Cái đó có bắt giật này. Tao thân với bắt giật Lan. Nước Nam mình sao hai ông bắt giật nha. Cái ông bắt giật Lan với ông Đậu Dừa cũng là bắt giật nữa. Kỹ sư bắt giật. Hai ông bắt giật á. Nước Nam. Có ai biết không? Kỹ sư. Ý sư nói là sau này xây cái gì? Nhà cửa đời tân tới nhà cửa của kỹ sư là sau nhà bằng hết à. Không có ai nhà cao nhà thấp đâu con. Bây giờ còn nói nhà cao nhà thấp, kẻ có tiền nâng nhà cao ha. Kẻ không tiền nhà thấp sống không có đâu. Nói chuyện qua thời Thánh Đức ha. Rồi kỹ sư bây giờ lại bỏ sao? Còn cái đời tân kỹ sư bắt giật đời tân là vậy đó. Là mần nhà cửa cho người đời tăng nở. Rồi sau này như vậy rồi mấy người mà kỹ sư bây giờ là bây giờ. Bây giờ là làm lá bây giờ không xài được theo đời tăng mới sao? Mà bây giờ lấy cái quả đồ của đời tăng làm đời nay đó con. Có bây cái giờ... bản kiến trúc ha. Bây giờ lấy đời xưa làm đời nay mà. Rồi ông cậu Trang qua hẩm nó có dẫn đường mấy người gì đó mấy gì đó có lên đây không? Có. Cậu Trang nói đi dẫn lạc đường hay gì? Không có lạc. Cái người đó cũng như người ta bên nước ngoài, cái nước mạnh nực quá người ta đi chậm chạp quá. Sao không? Mình nóng nực quá đi. Sao không hấu đúc cho tao đi sớm sớm lên? Bữa đó nóng nực quá đi, cái người đó chịu nóng nực không có được con. Vậy nghe nói đi đi lạc đường. Ủa cô Trang vẫn đi lạc đường. Có, ta đi cũng chuyện gì của người ta nữa, mình không có quốc tới con. Cô Trang nghe nói là ở trên núi núi Tượng mình là có cái gì nó mới mọc lên xuất hiện gì không cô Trang? Cái đó của tổ á, của tổ bổn sư xưa đó. Của tổ cái đó nó lúng giữa đồng. Chuông. Cái chuông đồng hồi xưa đó con. Dạ. Đó theo cậu Trạng nhìn thấy hay là ông lão nhìn thấy gì? Chứ đất đai, hỏi đất đai coi. Cái đất đai thổ nhưỡng chỗ đó giữa đồng cái thằng đó nó bắn sâm hồng nó phát hiện. Mình theo cái chuông đó sau này lấy về làm cái nhiệm vụ gì ha ông lão? Cái chuông đó với cái ngu Long Đình bổn sư lịch tương quan đạo hiếu nghĩa của người ta coi. Đạo hiếu nghĩa sống. Chú là điện tù cao núi dài Vân Liên giữa đồng gần ai tiên con đồng đất đồng lắm. Theo mình kêu cậu Trạng ăn cắp về được không? À quá sao kia mày. Nó như cái nhà cái thổ, nó như cái hồ cái bồn kìa, lớn lắm hả? Như cái đại hồng chung tương này nhỏ thôi xong rồi lớn chứ. Sao không biết cho nói cho mình nghe mấy như cái nhà cái nhà ba gian. Dạ, yeah. Tưởng nó nhỏ chứ, tưởng nó nhỏ cô Trạng cấp được. Đâu phải như cái chuông mà cái, như cái khánh mà nghe, ta cúng đâu có. Gõ vậy nè. Không có. Cái đó hồn của tổ bổn sư nó bự lắm. Rồi 12 gánh đi lại đó rớt đó. Lúng luôn. Cái chuông đó mà xuất hiện là tổ của đạo người ta trở về con. Tổ sư của đạo đó trở gì à? Của máu đạo á. Máu đạo là lúc 12 ông đạo giác cái chuông đó phải không? Rồi 12 ông đạo về rồi lấy chuông nó về. Tổ sư của người ta trở gì à? Chứ không có gì. Lão thấy cái thế sự nó mòn rồi còn. Bởi nó mòn sông, mòn biển lại còn mòn non. Bấy lâu lão ẩn gì mà. Bây giờ nhắn biết đâu. Đất lăng linh sau này vinh hiển mà cháu con mà lưu diễn từ đây ông bà trở lại người xưa. Đây coi có ai đó, bây giờ coi ai cái gì
cái gì sẽ thấy. Có cái bà cụ ở hiện giờ là người ở đất Lương Linh. Có thấy về đây được không bà cái cụ đó? Cái mày nghe. Cái thằng bé này nè, nó hồi đó mẹ nó bỏ nó phá thai nó đi. Nó chén cướp lại nó nhớ sự tên. Chén cướp lại thành thằng bé nhỏ xíu nhớ sự tên coi. Bé ở đâu? Lương Linh. Bé Lương Linh này. Bây giờ còn không? Còn. Có mấy tuổi? Bà giáo tao gặp mà cái Nhi nó không biết đâu coi. Tao gặp trong tâm linh. Thì sao không chỉ cho Nhi biết? Cho đi xuống dưới cho biết luôn. Nó không biết đâu coi. Nó mắc con tay giờ nó không có đi đâu đâu coi. Ngủ chứ nó biết hết à, nghe hết. Cô chẳng béo không hả mát hả? Hồi nãy giờ mấy mẹ thấy con trâu mà khóc không? Con trâu mà khóc quật quật. Ừ. Đồng Tháp mình chứ có đâu à. Châu nó chơi chắc bằng thịt đó, bởi nó biết thì mới khóc. Khóc mà ta cứu nó, ta mua người ta cứu nó. Nghe. Yeah. Ông lão có thể sau này cứu giãn được không ông lão? Thời thế giờ nó mỏng manh quá nè. Chỉ cách tu như thế nào á. Mình về chùa tu hay lên núi tu? Hay là tu ở cái huyện mình? Tôi cứu quyền tu gia, tôi tư ân tu gia. Bây giờ cái đạo của người xưa á, cái đạo từ hậu Phật thầy cổ, từ Kim Chí Cổ á, đạo tư ân. Tại gia cư sĩ. Làm bởi ông mới nói ta là cư sĩ tranh điền, chứ nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Sống sợ nơi tranh đấu lựa danh coi. Là hậu Phật thầy là canh điền, làm ruộng coi. Mình không cần lên núi tu hoặc không cần vô chùa tu hả bà? Cái đó kêu canh điền, ở nhà làm ruộng, tay cài tay cuốc cũng chuyên tu hành. Ông nói tay cài tay cuốc cũng chuyên tu hành, sớm xa nơi tranh đấu lửa danh, tánh lành trong trẻ mà tự bi được thành. Bây giờ cái tánh lành mình này, đất đèn cày cấy nè, tay cài tay cấy làm ăn đó. Tu gia đắc đạo cửu quyền thắng. Cháu con một già làm lành tùng theo đạo nghĩa ngũ lưng, năm hằng lễ nghĩa cháu con giữ gìn. Cái đạo ngũ lưng là cái đạo của Phật thầy Tây An. Đạo ngũ lưng là ngũ lưng lễ nghĩa năm hằng. Bởi vì cho nên ông thầy Quỳnh nói nhà ta vốn thiệt có đần năm giây, vô duyên khó biết lời thầy nói xa. Đần năm giây là cái đạo ngũ lưng á, chứ là năm hằng. Nghe nói là đần năm giây này cũng có một cái điện nào thờ đó, ông lão biết không lão? Cái đần năm giây này nè. Anh nói ở núi nào gì? Trong nhà bạn không có con. Không ơi. Cái đâu tờ lân bến đó con. Có buôn năm giây. Rồi đường năm giây bến. Em có đất đây. Không biết. Dạ. Không có này. Bây giờ như cái tu như thế nào ông lão có thấy ông thảo lão giải thích cái tu ông lão? Ngũ lưng nói cái đạo ngũ lưng. Ngũ lưng lễ nghĩa năm hằng. Đạo ngũ lưng là cái nhân nghĩa lễ trí đính, là cái đạo ngũ lưng của Phật thầy đó. Mà tu đạo ngũ lưng. Ngũ lưng lễ nghĩa năm hằng. Tam can trung trực. Ông nói tam can trung trực mà còn ghi là tam can trung trực là đạo tam can á, đạo phu thê là quân thần can, phụ tử can, phu thê can á. Ngũ lưng lễ nghĩa năm hằng, tam can trung trực mà lòng hằng ghi là đạo tam can, là đạo chồng vợ, đạo phu thê, cái đạo quân thần đó. Đó lão thấy các nghĩa bốn chữ của mùng Cửu Sơn thì hương hay quá. Thì cái đó nôi trơn truyền, bởi nôi trơn truyền của thầy Sơn Bửu cứu giống dòng của cả toàn châu. Thầy Sơn Bửu xưa lập ra trại ruộng, cứu con cứu cháu đem về 12 vị Phật đạo tín đồ. Là ai mà thầy ta ăn hồi đó dẫn 12 ông đạo nữa. Tay cài tay cuốc cũng chuyên tu hành. Ngày về Tòng Sơn, từ Tòng Sơn cho đến núi Sam
cứu con chim én rũ vậy mà đau lòng. Cứu con chim én rũ, hai kẻ đi đồng thấy vậy quảng hồn. Ông Phật Thiện cứu con chim rũ, con chim chết rồi. Hai vị đi đồng thấy quảng hồn. Ông phun đế nhai đế sậy phun con chim mà quần lông. Còn ở dưới Trùng Sơn á, thì ông cứu con chó chết, lấy lá mít phun cho chết sình ngoài sông. Chó đứng dậy quần hình chạy đi. Dân tình thấy vậy cũng thời xôn xao. Phun cho chết. Chó chết sình rồi mà mấy ông từ nói ông kéo lên đây làm gì. Ai vậy ông kéo luôn lấy lá mít lá cây cứu ông phun quần hình chạy đi. Chó chạy đi. Thấy thấy án. Nó sống như thiệt hay gì? Thiệt sống vậy luôn. Quần hình mà. Bà có tiếng tâm tới giờ luôn ha. Đáo dìa Long Kiến làng nọ. Đáo dìa Long Kiến Tây An cổ tự làng nọ. Ngày xưa vốn thiệt cái đình thần. Ông ngồi chiểm trệ trên đình, trên bàn thần. Ông phải phải ngồi chiểm trệ trên bàn thần. Ông từ nói ông là ông chi mà ngồi đây. Ông nói ta đây vốn thiệt Phật thầy. Ông từ quản vía vậy mà chạy đi. Ông từ cũng quản vía vậy mà chạy đi. Ông từ quản vía vậy mà chạy đi. Trong làng có bệnh chi đem lại ta thờ cứu cho. Ông từ nói trong làng nay đã có bệnh thời ôn dịch quá tai. Ông từ cũng sợ, ông nói ông chi mà ngồi quan thờ. Sao bây giờ quá trời nhiều người xưng Quỳnh Vũ Chủ ông lão? Mấy người đó là có tái gì thiệt không hay là mượn lệnh ông lão? Đó, dằn thiệt lại nói dằn râm. Chết trong những thứ đó mà chưa ăn con. Thiện thắng ăn con à. Đã dằn thiệt nói dằn râm. Mà bây giờ thì ngọc ẩn trong đá ngày nay chưa có lộ mài con. Mà sao bây giờ lỗi hết trơn ông lão? Mà người đó mượn lệnh nó như thế nào? Sao không có ai mượn hơi ai, chỗ đâu ngồi đó con. Bây giờ mượn hơi được, tới chuyện không có mượn hơi đâu con. Cái hơi giờ ở đâu xa lắm, tao không biết chứ tao nói hơi hóm ở đâu, hơi hóm con. Biết không, biết làm không? Biết. Bởi tao nói cái gì cũng hơi hóng không. Mà vàng thiệt ít ỏi. Ngọc trầm đáy biển. Thiệt ngọc thì trầm đáy biển. Có ai biết. Yếu trong lòng này. Yếu. Nấp nấp ra.